Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh Tô Bảo Quỳnh. Ngày mai chúng ta sẽ cho Tô một bức tranh chú chó nha. Cái chỗ đầu nhé. Mình sẽ dùng một sáng để cho chó này trước. Màu vàng tôi không hiểu ở biển nào. Cơm tô quần áo của chú chó nha. Đây là mình đã tô màu xong bức tranh ngày sinh nhật mọi người. Cảm ơn mọi người theo dõi video tô màu này của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tô màu tiếp theo nha. Ok, bye bye mọi người.